em số luôn. Như shop mây giờ này hả? Đi số máy vậy quên cha rồi. 2, 4. Mẹ ơi. Không ra cầu nữa. U mẹ ơi. Sẽ giúp cục bô ma đi. Quay gan vô xíu không nổi. Gần gần nhiều xíu trời sao quá. Đó, rửa. Rồi, ê, lạng quá đi trời. Nhà nghe thôi em cầm em qua em chị xíu đi. Rồi qua đây xin. Rồi đưa cho Huệ đi. Giờ bấm đứng lại cái không được. Em đi làm, em bấm đưa cho Huệ thôi chứ đâu. Khổ ghê sợ. À, chị đó là vi kim tạo biển thôi. Còn bình nè. Xin nặng mấy cái cục mụn đây ra. Nặng mấy cục u đau. Mụn này là mụn mấy chục năm. Không biết là video thứ mấy luôn, bấm đại 44 244. Hình như đúng rồi bạn à. Ba máy chứ phải không? Hay là hai máy cũng nhớ à. Tao nói là video này là hơi bị 4 máy đúng rồi. Đấy chị ít 30 ml. Để chỗ cái khăn cho chị.
Sợ bác này chịu không nổi. Sao không bác? Có đã ăn này xù xà, cố gắng cho con xí nghe. Chục, mấy chục năm rồi. Khách đợi giờ chờ khó ghê ta. Còn làm vi tạo ví dụ ai mà ấy thì sợ chờ lâu ghê. Cục to to này.
nặng mà nặng luôn. Cái tay nó lên lúc. Nắng còn xíu, nắng lên nè. Chịu đau não nữa không? Như hơi xa rồi. Cái mụn này tưởng mua dễ lấy, khó lấy. Cho cái mũi nó khó chịu đi. Này hết rồi. Đây đây hệ hệ. Sáng nay đi xuống.
không? 150 bình thường.